Ê, các bạn có thấy cảnh này quen không ạ? Đây là những chậu cây mà trong thời gian vừa qua gia chủ đi đi chơi lễ gì về á các bạn, nó sẽ chết đi vì không ai tưới. Đây là cái ban công ở một ngôi nhà hướng Tây thì nó sẽ rất là nắng nha các bạn ha. Thì ai cũng muốn có một cái thảm xanh để mà ngăn nắng và làm cho đẹp ngôi nhà mình hơn. Thì mình Mai Quy nhận xét rằng á là những cái cây này nè là nó sẽ bị dễ bị vấn đề là khi nó thiếu nước một cái thôi là nó sẽ xảy ra vấn đề này các bạn. Tức là cây này nó không có chịu hạn được. Nó không phải như là những cây chịu hạn như là cây bông giấy hay là cây sứ. Thì nó sẽ bị chết. Rồi cái vấn đề thứ hai là các bạn chú ý nè. Những cây cúc tần là những cây rất là dễ trồng. Nhưng mà nó vẫn bị tình trạng là cái lá nó là cái diệp lục tố nó không có đều. Các bạn coi nha. Có nghĩa là sao? Nó không có mướt các bạn. Tức là những cây cúc tần này nó không có mướt và nó lên không có được nhanh lắm. Nó không có sung sức, nhìn nó không có đã. Đây các bạn nhìn đây. Đó. Tức là sao? Trong thời gian vừa qua nó đã bị bỏ bê một thời gian các bạn. Cây này nó cũng phải cần nước lắm nha các bạn. Thiếu nước là nó sẽ xèo quá. Nó xìu quá. Nó thành ra là chúng ta phải tưới nước nó thường xuyên, đừng để nó mất sức. Những cây này trong thời gian qua nó đã được hồi lại một phần rồi, nó đâm ngọn mới rồi, nó có sức nè. Nhưng nếu chúng ta đi chơi lễ 30 tháng 4 kỳ này nữa nó lại mất sức thì sao ạ? Thì chúng ta sẽ thấy một vấn đề đúng không ạ? À, nên nó thành ra là các bạn thấy ha, dưới đây đó đã khô khô nè, nhìn nó khô thì biết lắm, nhìn nó khô nó thành ra lá nó vàng nè các bạn thấy ha. Nhưng bên đây nè, bên đây nó tươi tốt hơn nè, các bạn coi nè, đây cái đất đây nó không có khô nè, đất đây nó ẩm nè, nó giữ ẩm được nè. Thì các bạn thấy nè, xanh tốt hơn ở bên kia. Các bạn thấy ha. Thì nó đang bị một cái vấn đề như vậy rất là rõ ràng. Tức là nó không có phát triển đều. Nên đây là cái dầu nước chủ nhà hay tưới. Nhưng mà rõ ràng là bận quá thì không tưới các bạn. Sáng thức dậy rồi công việc công này kia. Nếu chúng ta mỗi cái làm một chút thì nó sẽ không có giải quyết được cái vấn đề thời gian chúng ta. Nó thành ra là giải pháp của mình thấy điều đó, mình làm nông bán lan lâu rồi, mình thấy điều đó và mình áp dụng cái công nghệ vô. Thì bên mình đang làm cho chủ nhà cái hệ thống tưới tự động để giải quyết cái vấn đề tưới hàng ngày cho nó mà chúng ta không phải động chân động tay vô mà cây vẫn xanh tốt. Thì mình có làm mấy cái video mà đã review rồi, thì mời các bạn đón xem. Thì hôm nay mình quay cái vấn đề bị như vậy và mình sẽ phát triển tưới trên hệ thống này, và sau đó một thời gian mình lại quay lại để các bạn, mời các bạn đón xem ha, đón xem nó có sự thay đổi và phát triển thế nào nha các bạn. Rồi cảm ơn các bạn đã xem một vấn đề mà cây bị trong thời gian vừa qua, trong nhất là những dịp chơi lễ bị héo hư do thiếu nước. Cảm ơn các bạn đã xem video mày quay nha.